Mà em vào lớp để cùng thầy ra giải đáp bộ đề số 7 kỳ thi công chức thành phố Hà Nội năm 24 với các nội dung câu hỏi. Đầu tiên là với văn bản nghị quyết số 76 của Chính phủ ban hành năm 121, đây là văn bản quy định về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-30, thì nội dung này chúng ta cần nắm được 5 quan điểm, 6 nội dung nhiệm vụ và 6 giải pháp. Thì qua từng câu hỏi, bây giờ câu hỏi số 1 đưa ra đó, thì nghị quyết số 76 về chương trình tổng thể hành chính có mấy quan điểm? Ta đề cập đây là mấy ấy? Thầy vừa nhắc qua với nhiều có mấy quan điểm ạ? Quan điểm Bao nhiêu ạ? năm ạ. Chắc chưa? Vâng, em chọn C. Rồi, ăn C 5 quan điểm. Cụ thể đấy, quan điểm thứ nhất là gắn từ khóa quán triệt chủ trương của Đảng về cái hành chính là một trong đột phá phát triển đất nước. Hai, cái hành chính là xuất phát từ lợi ích, rồi làm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy sự hài lòng người dân, đúng không? Làm thước đo đánh giá. Thứ ba là cái cách hành chính được tiến hành đồng bộ thống nhất trọng tâm trọng điểm. Quan điểm thứ tư là cái hành chính gắn với nâng cao nhận thức và mối tư duy hành động sáng tạo. Quan điểm thứ năm, cái hành chính kế thừa phát huy thành tựu đạt được trong cái cách hành chính nước giai đoạn vừa qua. Đấy, chúng ta nhớ năm quan điểm thì câu hỏi số 1 chọn C là chính xác rồi. Ra đi vào câu hỏi số 2. Vì vậy ta nắm được 5 quan điểm như trên thì phải xem một trong những quan điểm của cách hành chính ở đây là gì. Em chọn phương án nào sau đây? Chọn phương án B ạ. Rồi, phương án chính xác là phương án B. Nó nằm chính trong cái quan điểm đầu tiên mà thầy vừa đề cập tới, ấy, đúng không? Quán triệt chủ trương của Đảng và cái hành chính là một trong đột phá phát triển đất nước. Đấy, thì ta nhớ là một trong đột phá, đây là một nhiệm vụ này, hay là từ thêm từ chiến lược này, hay là liên quan đến nhiệm vụ này. Đấy, phải mà ta nhớ. Em chọn phương án B nhé, căn cứ trong nội dung về khoản 1, một năm mã một quan điểm trong nghị quyết số 76. Ta đi vào câu hỏi số 3. Theo quan điểm của nghị quyết số 76 thì gắn cái hành chính đồng bộ với, thầy cũng đã nhắc rồi, chúng ta thấy trong quan điểm, năm quan điểm vừa nêu trên, thì em chọn phương án nào trong phương án trên? Em chọn phương án C ạ. Đúng rồi, nhớ là cái hành chính là gắn với cái lập pháp, hành pháp và tư pháp của mỗi phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cái nội dung này nó cũng thể hiện rất rõ trong quan điểm thứ nhất em nhé. Ta đi vào câu hỏi số 4 mà thầy nhắc nhiều lần, cho thấy với quan điểm của 16 về hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai, rồi lấy ai làm trung tâm, lấy ai làm thước đo đấy, thì chúng ta thấy là xuất phát từ đây là gì, ta thấy ở đây cụ thể là gì, lợi ích từ gì của ai. Đáp án B ạ. Đúng rồi, xuất từ lợi ích của người dân và doanh nghiệp nhá, thì câu hỏi 4 em chọn là B là chính xác rồi. Câu hỏi số 5 như thầy nói đấy, nên ai làm trung tâm, còn ai là thước đo, là lợi ích của ai đấy, thì chúng ta đều gắn với đáp án là gì, Người người dân và dân. doanh nghiệp đáp án Đúng B rồi, ạ. đúng rồi, chọn B là chính xác rồi. Ta đi vào câu hỏi số 6. Theo nghị quyết số 76 đến năm bao nhiêu thì cơ bản, ta nhớ từ cơ bản, hoàn hiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, trọng tâm thể chế tổ chức bộ máy của những công chức viên chức, nâng cao hiệu quả nước phát triển, kiến tạo phát triển, mốc năm bao nhiêu. Chọn đáp án D ạ. Đúng rồi, ta nhớ mốc về cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế là mốc 125 em nhé, thì 6 chọn D là chính xác. Tiếp theo câu hỏi số 7, mà theo nghị quyết số 76 đến năm bao nhiêu thì hoàn thiện toàn diện đấy, đồng bộ vận hành có hiệu quả thể chế nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường lý chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước. Nên chọn mốc năm bao nhiêu đây? D ạ. Đúng rồi, chọn là 130 là chính xác đấy. Chúng ta thấy ở đây, theo bôi chúng ta thấy đây, đây là cơ bản hoàn thiện thể chế, đúng không? Thì chúng ta nhớ là 105, đây là hoàn thiện toàn diện đấy, đồng bộ vận hành cơ bản thể chế, thì chúng ta nhớ 130, không phải chọn đây là chính xác rồi. Ta đi tiếp vào số 8, với nghị quyết 76 đến 525 cắt giảm đơn giản hóa tối thiểu bao nhiêu phần trăm số quy định thủ tục hành chính tại các văn bản hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, bao nhiêu phần trăm ạ? Chọn đáp án B ạ. Còn ta nhớ ở đây với cái tỷ lệ mà liên quan đến cái số lượng cắt giảm phần trăm chứ, đúng không, số thủ tục hành chính ấy, với các bản đã có hướng hành mức 120, đây là 20% nhé, chọn B là chính xác. Câu hỏi số 9, với nội dung trong những 76 thì mức 125 đã cắt giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm chi phí tuân thủ quy định liên quan hoạt động kinh doanh các văn bản đang có hiệu thi hành đến ngày 31 tháng 5 năm 2020. Chọn đáp án B ạ. Ta thấy ở đây chính xác đúng không ạ? Ta thấy đều quy về nội dung về cắt giảm, mà đây là gì, 20%, thì câu hỏi 9 em chọn là B là chính xác.
Ta đi tiếp với nội dung ở câu hỏi số 10. Với nghị quyết 16 thì năm bao nhiêu thì hoàn thành việc đổi mới cơ chế một cửa một liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ không theo địa giới hành chính, tăng cường thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Khoảng số 10 nó chọn nó nào đây ạ? Mốc năm bao nhiêu? Em chọn đáp án B ạ. Đúng rồi, 125 nhá. Thì câu hỏi 10 em chọn B là chính xác rồi. Câu hỏi số 11, theo nghị quyết số 76 thì mức 125 tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ, luân chuyển trong nội bộ cơ quan thẩm quyền giải quyết cơ quan liên quan bằng phương thức điện tử? Em chọn đáp án B ạ. Đúng rồi, chúng ta nhớ ở đây liên quan với tỷ lệ đúng không? Chúng ta nhớ là 125 mỗi phần giải quyết thủ tục hành chính đây luân chuyển nội bộ 80%, thì 11 chọn B là chính xác. Ta đi tiếp với nội dung câu hỏi số 12. Cũng theo nghị quyết số 76 tính đến năm bao nhiêu thì tối thiểu 80% thủ chính yêu cầu nghĩa vụ tài chính để triển khai thanh toán trực tuyến, nó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Từ 12 chọn nào? Em chọn đáp án C. Đúng rồi, ta chọn mốc 125 là phương án chính xác. Đây, gắn 80, mốc 125. Đây vào 13 với nghị quyết số 76 thì mong 125 tối thiểu bao nhiêu phần trăm chính yêu cầu ông tài chính triển khai thanh toán trực tuyến, do tỷ lệ rơi thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Chọn đáp án B ạ. Ta thấy chính xác rồi, tỷ lệ 80%. Ta đi tiếp với vòng 14 gắn với nội dung trong nghị quyết số 76 121 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực có giá trị sử dụng thẩm quyền giải quyết cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương đương. Để chọn phương án nào đây ạ? Trong khoảng 14 Đó là xe ạ. C là chính xác rồi, và sau đây người ta hỏi lẻ ra liên quan đến số hóa giải quyết hành chính, chúng ta nhớ gắn cấp trung ương là 40, cấp tỉnh là 30, cấp huyện là 20 và cấp xã là 15 năm nhé. Ta đi vào câu hỏi số 15. Với tinh thần nghị quyết số 76 thì cơ quan nào cơ quan thường trực triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính này? Chắc là vấn đề ạ. Ta xem nhé, gắn với từ khóa mà cơ quan thường trực tổ chức chương trình cải cách hành chính là gắn với bộ nội vụ, nằm trong bộ từ khóa mà thầy cũng đã nhắc nhiều lần. Chúng ta thấy xoay quanh các cái cơ quan tổ chức thực hiện liên quan bộ nội vụ là tôi thấy là trong nội dung điểm A khoản 3 trong một cái mục điều 2 đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây gắn với phần từ khóa là tổ chức triển khai chương trình rồi liên quan về chủ trì triển khai nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ rồi liên quan đến phần nội dung về cải cách hành chính, đề án thí điểm cải cách hành chính rồi liên quan hướng dẫn các bộ trong việc về cải cách thực hiện chương trình rồi chủ trì thực hiện phương thức theo dõi đánh giá chỉ số cải cách hành chính rồi tập huấn bổ dưỡng các công chức trong việc thực hiện cải cách hành chính rồi liên quan đến cái việc mà chủ trì triển khai các tuyên truyền cải cách hành chính, các cái gắn cái từ khóa của bộ nội vụ. Thế còn như phương án B với văn phòng chính phủ, chúng ta nhớ các từ khóa như ở đây chúng ta thấy rất là rõ với chủ trì nội dung về cải cách thủ tục hành chính rồi liên quan quản lý vận hành cổng công quốc gia, trục liên thông văn bản rồi hệ thống thông tin phục vụ họp rồi quy chế quản lý vận hành khai thác hệ thống thông tin báo cáo quốc gia rồi liên quan đổi mới phương thức làm việc gửi thông qua gửi nhận văn bản này là gắn với văn phòng chính phủ. Nhưng mà gắn đến bộ tư pháp thì chúng ta nhớ từ khóa là từ nội dung cải cách thể chế rồi liên quan xây dựng văn bản của pháp luật và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Thế còn với từ khóa gắn với bộ tài chính, có hai từ khóa ở đây là gắn với nội dung về bố trí kinh phí và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính. Mình sẽ nhắc qua các từ khóa với bốn phương án này. Quay lại phòng 15 thì chúng ta thấy cơ quan thường trực tổ chức chương trình là phải bộ nội vụ năm nhé. Từ đó thì chúng ta 16 áp dụng lúc đó chủ trì triển khai nhiệm vụ nâng cao đây từ mà xây dựng ban văn bản quy phạm pháp luật thì chắc chắn phải chọn phương án nào đây, từ khóa Em chọn như à. A làm sao được, về văn bản quy phạm pháp luật là về đây là Bộ Tư pháp nhé, thầy vừa nhắc xong chúng ta thấy rất rõ rồi. Để từ văn bản Vâng. quy phạm pháp luật rồi cơ sở dữ liệu điện tử hộ tịch điện tử đúng không, rồi liên quan đến cái phần nội dung cải cách thể chế thì nó thấy căn cứ trong nội dung của điểm B khoản 4 điều 2 nêu rất rõ rồi nhé, gắn là gắn Bộ Tư pháp cũng thấy rất rõ cái phần quy định này đúng không ạ. Vâng. Hôm nay chúng ta phải chọn đấy, như thầy đã trao đổi đấy, thì bộ nội vụ thầy nói rồi, văn phòng chính phủ nói rồi, thêm bộ thông tin truyền thông thì chúng ta khi để chọn đáp án bộ truyền thông thì ta nhớ từ khóa là về phát triển chính phủ điện tử chính phủ số rồi liên quan để chỉ đạo cơ quan truyền thông
để mạnh công tác thông tin tuyên truyền hành chính, chúng ta nhớ như vậy. Đấy, còn 16 này em phải chọn phương án là phương án C. Còn 17 gắn cơ quan chủ trì nội dung về cải cách thủ tục hành chính như thầy đã vừa nói từ khóa rồi. Cải cách thủ tục hành chính phải gắn với cơ quan nào đấy? Em chọn A. Chúng ta thấy đáp án mà ta cần lựa chọn đây rất là rõ đúng không? Trong cái phần đáp án này chúng ta nhớ gắn với phần nội dung đúng không, liên quan đến phần quy định mà chúng ta nhớ là gắn về phần từ khóa đúng không, là nội dung cải cách thủ tục hành chính. Đấy, cải cách thủ tục là chúng ta gắn với văn phòng chính phủ, còn bộ nội vụ hay bộ tư pháp, bộ thông tin truyền thông thầy cũng đã nói hết rồi đấy, thì chúng ta thấy rất là khó. Nó rõ rồi đúng không ạ? Đấy, bộ nội vụ, bộ tư pháp, bộ thông tin nói rồi, văn phòng chính phủ nói rồi. Đấy, thì nhớ văn phòng, thì nhắc lại văn phòng chính phủ ngoài những từ khóa ở đây. Đấy, chúng ta thấy là liên quan về triển khai về nội dung cái phần chính, chúng ta nhớ là quản lý phát triển vận hành công trục liên thông, hay là quản lý vận hành khai thác hệ thông tin báo cáo quốc gia, hay đổi mới phương thức làm việc thông qua gửi nhận văn bản điện tử. Ta đi tiếp với câu hỏi 18. À, với nghị quyết 76 câu là chủ chỉ đạo cơ quan truyền thông, anh có thể nói chỉ đạo cơ quan truyền thông thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trong giai đoạn 21-30, chọn cái nào đây ạ? Chọn đáp án D ạ. Đúng rồi, đây gắn với bộ thông tin truyền thông nhé. Đây và câu hỏi số 19 gắn với nội dung trong nghị định số 30, đây là nghị định về công tác văn thư, bản sao lục là gì? Đây chọn cái nào đây trong các phương án? Chọn đáp án A. Như rồi ta thấy là phải A, đó là bản sao lục, là bản sao đầy đủ chính xác nội dung của bản sao ghi được trình bày theo thể thức và kỹ thuật trình bày. Câu hỏi số 20, theo nghị định số 30/2020 chính phủ quy định công tác văn thư, bản thảo văn bản được ai phê duyệt? Chúng ta nhớ chọn phương án lên. Dạ đây bạn ạ. Đúng rồi, do người có thẩm quyền ký văn bản. Câu hỏi số 21 là nội dung trong nghị định số 30/2020 chính phủ quy định công tác văn thư, người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản là kiểm tra chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị và pháp luật về nội dung nào sau đây? Chọn phương Em án chọn đáp án C ạ. án chính xác ở đây mà chịu về nội dung văn bản, và thấy là rất là rõ liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, họ chỉ chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, nếu người đứng đầu đơn soạn thảo đấy họ chịu trách nhiệm trước người cơ quan và trước pháp luật là về nội dung văn bản, thì phương án B đây là phương án chính xác trong câu hỏi này. Tiếp theo là chúng ta tiếp với trách nhiệm tiếp theo này. Với nghị định số 30 trong chủ về các văn thư thì người được giao trách nhiệm kiểm tra đây về thể thức kỹ thuật trình bày đúng không? Phải kiểm tra chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan pháp luật về chia ra từng mục rất là rõ ở đây về cái gì ạ? Dạ đáp án A. Đấy, nếu mà chúng ta chọn cái này đây nó rất trùng, không phải hai người cùng cả cái thể thức được. Thì đây chúng ta thấy là về thể thức kỹ thuật trình bày phân ra rất là rõ đúng không ạ? Em phải chọn là phương án A mới là phương án chính xác. Ta đi vào câu hỏi số 23, bản sao ghi, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại nghị định số 30 nhưng có giá trị pháp lý như thế nào? Đấy, cũng với câu hỏi số 23, ta chọn là A đúng không? Với bản sao ghi, bản sao lục, trích sao được thực hiện theo đúng quy định trong nghị định số 30 này là có giá trị như bản chính nhá. Thì 23 em chọn là A là chính xác. Đây và câu hỏi 24 gắn với nghị định số 30 hơn cho phủ công tác văn thư thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan tổ chức, văn bản do cơ quan tổ chức khác gửi đến, chúng ta chọn phương án nào? Chọn đáp án B ạ. Ta chọn phương án B đúng rồi, gắn với người đứng đầu cơ quan tổ chức sẽ có thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan chức năng, văn bản do các cơ quan chức khác gửi đến. Câu hỏi số 25 gắn với nghị định số 30 2020 chính phủ đối với hồ sơ tài liệu xây dựng cơ bản, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ và tài liệu lưu trữ cơ quan, thì chúng ta thấy là đáp án nào sau đây? Câu hỏi số 25, B ạ. ta phải thấy là đây gắn với các hồ sơ xây dựng cơ bản đấy, thì nộp lưu và quan là gắn với nội dung đáp án ở đây là trong hạn 3 tháng thôi kể từ ngày công trình được lưu quyết toán, thì chúng ta nhớ ở đây câu hỏi 5 là phải chọn phương án là A. Vâng. Tiếp theo với tài liệu khác này, chúng ta thấy hai phân đoạn, một là tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ tài liệu lưu trữ cơ quan là 3 tháng. Thế vậy là với tài liệu khác thì nộp lưu tài liệu và lưu trữ cơ quan thì thời gian bao lâu? Để em sẽ học theo tư duy như vậy. Để chọn phương án nào đây ạ? Em chọn đáp án A. Thế là D, trong hạn 1 năm kể từ khi ngày công việc kết thúc. Để em ta nhớ là với hồ sơ dựng bản là 3 tháng, tài liệu khác thì nộp lưu hồ sơ và tài liệu lưu trữ cơ quan là 1 năm. Đấy, em ta nhớ phần này.
Ta đi tiếp với câu 27 gắn nghị định số 30 với chính phủ, đâu là khổ giấy trình bày văn bản hành chính, thì có thể đã nhắc chúng ta thấy rồi, với phần khổ giấy mà quen thuộc cái này chúng thấy nó dễ thôi, cũng không gì cả. Khổ giấy là chậm khổ. Khổ giấy Đây nào? Đúng rồi, khổ giấy A4 đúng không ạ? Còn cái ạ. khổ giấy này thì nó quá to. Ta đi tiếp với câu hỏi số 28 với nghị định số 30 của phủ văn thư, định nề trang của văn bản hành chính thì quy định như thế nào, với câu hỏi 28. Em chọn đáp án B ạ. Đúng rồi, cách mép trên là dưới 25 mm, cách mép trái là 30-35 mm, mép phải là 15-20 mm. Với câu hỏi này thì chúng ta thấy là phương án B là phương án chính xác. Câu hỏi số 29 với nghị định số 30, đâu là quy định đúng về hình trang, ta thấy về cái thể thức rất là rõ ở đây trong cái phần quy định này, liên quan thì chúng ta thấy cái định nề trang mép trên là mép dưới trong văn bản. Là chọn phương án nào đây ạ? Đáp án A. Đúng rồi, 25 đúng không? Chúng ta nhớ ở đây là phương án A. Câu hỏi số 30 với nghị 30, đâu là quy đúng về định nề trang mép trái trong bài hành chính, diễn giải phần hỏi trên ta thấy đã nêu rồi đấy, 30. Chọn là gì ạ? Em chọn đáp án B ạ. Đúng rồi, 30 mà 5 mm là chính xác, 30 là B. Câu hỏi 31 với nghị định số 30, đâu là quy định đúng về định nề trang mép phải trong văn bản hành chính, với câu hỏi 31. Em chọn đáp án B à, C ạ. C đúng rồi, 10 15 mm là chính xác, câu hỏi số 31 là C. Câu hỏi số 32 với nghị định số 30 cho 20 chính phủ, đâu là quy định đúng về loại chữ cỡ, chữ kiểu, chữ của phần từ chương và số thứ tự của phần từ chương trong nội dung văn bản. Em chọn đáp án D ạ. Ta thấy rất là rõ ở đây, đúng rồi, với cái phần nội dung về loại chữ cỡ, chữ kiểu, chữ của từ phần chương và số thứ tự phần chương văn bản, nhớ là ở đây loại chữ là in thường, cỡ chữ 13-4 và kiểu chữ đứng động, chương trên D là chính xác. Câu hỏi số 30 với nghị định số 30 của chính phủ về công tác văn thư, thì đâu quy đúng về loại chữ cỡ, chữ kiểu, chữ của tên tiêu đề phần chương trong nội dung văn bản. Câu hỏi Em chọn 33 cho phương án nào đây ạ? C. Rồi chọn là C là rất đúng, đúng không? Nhớ đây là loại chữ là in hoa, cỡ chữ là 13, 14 và kiểu chữ là đứng động. Thì câu hỏi 33 chọn đầy phương án đầy đủ chính xác, đó là phương án C. Ta đi vào câu hỏi số 34 với nội dung trong nghị định số 30 của chính phủ, đâu là quy đúng đúng về cỡ chữ kiểu chữ của từ mục và số tự trong nội dung văn bản. Em chọn đáp án D ạ. Đúng rồi, chúng ta nhớ ở đây với phần quy định đúng về loại chữ cỡ chữ của từ mục và số thứ tự trong nội dung văn bản, chúng ta mới chọn phương án chính xác là D, đúng không? Ta nhớ loại chữ là in thường, cỡ chữ là 13-4 và kiểu chữ là đứng động, thì câu hỏi 34 em chọn D là chính xác. Câu hỏi số 35 với trong nội dung trong nghị định số 30 trong chính phủ, đâu quy định đúng về thể thức trình bày của sao y chương chữ sao định dạng giấy, thì nhớ định dạng giấy nhá, thì ta nhớ còn 35 chọn phương án nào đây. À. Đúng rồi, ta thấy với quy định đúng về thể thức trình bày cũng sao y sao lục tích sao định dạng giấy in hoa, cỡ chữ 13-4 và kiểu chữ đứng động, 35 em chọn phương án chính xác là phương án A là đúng rồi. Ta đi vào câu hỏi số 36 đã chuyển sang bản khác, đó là luật ban hành bản quy phạm là 15 và số 120. Thì chúng ta thấy với nội dung ở đây, với Ủy ban Nhân dân không thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng Nhân dân trong hoạt động về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Chọn đáp án C. Đúng rồi, vì nó không phải vì ban hành nghị quyết, vấn đề thuộc vấn đề quyền hạn, vì bản chất ban hành nghị quyết ta học trong quy định điều 4 và nghị quyết là gắn thuộc thẩm quyền của hội đồng dân rồi, nên ủy ban nhân dân họ chỉ ban hành quyết định thôi chứ họ không có nghĩa vụ được, đúng không, làm việc này được. Là chúng ta thấy họ thể chấp hành, họ là cơ quan chấp hội đồng dân, chịu trách nhiệm báo cáo với hội đồng dân, chính xác hội đồng dân thôi nhá. Đấy, còn về ban hành nghị quyết là thuộc thẩm quyền của hội đồng dân các cấp, tỉnh, huyện, xã, em nhớ rồi. 36 em chọn C là chính xác. Câu hỏi số 37 gắn luật ban hành bản quy phạm 15, chủ tịch ban tỉnh có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành trái pháp luật của cơ quan nào đây, các văn bản trái pháp luật. Em chọn đáp án D ạ. Đúng rồi, với và chủ tịch ban nhân dân cấp tỉnh thì đình chỉ văn bản của ủy ban nhân dân cấp dưới, ở đây chúng ta đến ủy ban nhân dân cấp huyện đúng không, thì không gắn với hội đồng dân đây được, còn và chính với cấp tỉnh không được, có thể đây là đình chỉ các hoạt động, tức là bãi bỏ một phần toàn bộ trong cấp tỉnh. Câu hỏi 38 liên quan đến văn bản 5, loại văn bản mà có số thứ tự là thấy rồi, văn bản năm ban hành trên viết tắt của từng cơ quan văn bản, số thứ tự ký hiệu của loại văn bản dưới đây, chúng ta thấy có 38 Chọn phần. Đúng rồi, ta chọn phần A là như luật số bao nhiêu, đấy, ký hiệu của luật đúng không?
rồi hoặc là nghị quyết của Quốc hội đấy, số thì chúng ta thấy là thứ tự là số tự luật số bao nhiêu năm ban hành, giả sử năm 2024 viết tắt của cơ quan có thể là QH sẽ là Quốc hội hoặc là đúng không, chúng ta thấy rất là rõ luật là Quốc hội, số khóa Quốc hội bây giờ là Quốc hội khóa 15 đấy, là chúng ta thấy là rất là rõ ở đây. Ta đi vào câu hỏi số 39, với luật ban hành văn bản 15 thì loại văn bản dưới đây được ban hành để kiểm tra đôn đốc hoạt động của chính quyền địa phương trong thực hiện đường lối chủ trương chính của Đảng, nhà nước ấy. Chúng ta thấy là gắn với phương án nào sau đây, khoảng 39. Chỗ nào bằng D ạ? Đúng rồi, gắn này gắn từ đôn đốc kiểm tra gắn với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì khoảng 39 em chọn phương án D. Khoảng 40, với luật ban hành văn bản 15 thì Ủy ban dân thường vụ Quốc hội là Ủy ban thường vụ về thức nghị thuật trình bày quy phạm pháp luật của Chọn đáp án A. đúng rồi, ngoài chủ tịch nước ra văn bản ra như ủy ban thường vụ quy định về thể chế văn bản của cho thấy là của chính nước đúng không, ta thấy rồi của quốc hội và của ủy ban thường vụ quốc hội, thế còn những phần văn bản quy phạm pháp luật còn lại là văn bản khác do chính phủ quy định thể thức liên quan trình bày và chính nước của quốc hội ủy ban hội do ủy ban thường vụ quy định về thể thức trình bày. Ta đi vào khoảng 41, với luật anh mà một năm quy định bản dịch có giá trị như thế nào thì em chọn phương án nào trong câu hỏi số 41. Ta nhớ với bản dịch trong quy định của luật ban hành và một năm thì chúng ta thấy là bản dịch có giá trị tham khảo. Câu hỏi số 42 gắn với luật ban hành bản một năm quy định như thế nào về văn bản quy định chi tiết, em chọn phương án nào trong khoảng 42. Đoạn A. Đúng rồi, ta nhớ chỉ được quy định và nội dung được giao thì khoảng 42 nên chọn phương A là chính xác. Câu hỏi 43 gắn với nội dung luật ban hành bản 15 quy định như thế nào về ủy quyền của cơ quan ban hành bản quy định chi tiết. Em đã làm xe ạ. Đúng rồi, ta nhớ ở đây cái việc mà ủy quyền cho cơ quan ban hành bản quy định chi tiết thì không được ủy quyền tiếp, thì ta thấy câu hỏi số 43 em chọn phương án là C là chính xác. Đây là 44, với luật ban hành văn bản quy phạm 15 quy định thế nào với ban hành về thời điểm hiệu lực của văn bản quy định chi tiết. Em chọn là A. Phương án đây chúng ta nhớ là mà 44 là phương án B là quy định liên quan là ban hành để có hiệu lực cùng với thời điểm được văn bản quy định chi tiết, chứ không thể là không quy định cụ thể để áp dụng được gì. Chúng ta thấy quy định là về ban hành là thời điểm hiệu lực văn bản quy định chi tiết, là ban hành để có cùng hiệu lực thời điểm văn bản quy định chi tiết. Thì câu hỏi số 44 là chúng ta phải chọn phương án B. Câu hỏi số 45 ta thấy rất là rõ trong cái nội dung như trong luật ban hành văn bản quy định về cái nội dung về cái hiệu lực ấy, chúng ta thấy rất là rõ ở đây trong cái phần quy định liên quan các văn bản mà quy định chi tiết, chúng ta thấy rất là rõ trong cái nội dung về thẩm quyền áp dụng, đấy là liên quan đến cái việc mà quy định về thẩm quyền, chúng ta thấy xác định liên quan gắn với nội dung trong việc thực hiện về nguyên tắc thực hiện giá trị với văn bản quy định chi tiết, chúng ta thấy là do trong nội dung của điều 11 chúng ta thấy rất là rõ trong phần trường hợp quy định thẩm quyền được giao trong việc áp dụng. Ta đi tiếp với câu hỏi số 45, tôi chuyển sang văn bản nghị định số 90 trong chính phủ có mấy nguyên tắc về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, thì chúng ta thấy đây là quy định về 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 đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức, thì đây có mấy nguyên tắc, Chỗ nào anh sẽ chúng ta thấy rất là rõ có bốn nguyên tắc có 10 các từ khóa từ bỏ khách quan công bằng chính xác, rồi ra đánh giá xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách nhiệm vụ, thứ ba là cán bộ công chức và liên quan với cái thời gian và chia ra là công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì thực hiện đánh thì không thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng nhưng vẫn kiểm điểm. Đúng không? Cán bộ công chức mà nghỉ không tham gia công tác quy định trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại ở mức hoàn thành tốt đủ trở lên. Thế còn với nguyên tắc thứ tư là kết quả xếp loại đánh giá xếp loại công chức theo quy định của nghị này thì được làm cơ sở liên thông trong việc quy định về chất lượng đảng viên. Thì chúng ta thấy là như vậy về trong nội dung này chúng ta thấy họ có mấy nguyên tắc, như bốn nguyên tắc như thầy vừa trao đổi ở trên. Ta đi vào câu hỏi số 46 trong điều 2 của nghị định 90 áp dụng về nguyên tắc đánh giá đó. Xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, để xem đây là nguyên tắc nào đây. Ta mới từ khóa mà thầy vừa đã trao đổi rồi. Đáp án A. Đấy, chúng ta thấy cái từ bảo đảm khách quan công bằng này chính là nguyên tắc đầu tiên, đúng không? Có quan điểm bản lĩnh, đặt lợi ích, ý thức nghiên cứu, đấy nó không phải là nguyên tắc mà liên quan đến cái tiêu chí chung về đánh giá xếp loại, mà chất nó nằm trong nội dung về
tiêu chí về chính trị tư tưởng. Đấy, ta nhớ là như vậy. Để chọn A là lý do như vậy. Câu hỏi số 47 đã áp dụng trong nội dung điều 3 của nghị định chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức. Thì đâu là nội dung của tiêu chí về đạo đức lối sống? Chọn đáp án B ạ. Ta thấy về tiêu chí đạo đức lối sống, họ đưa ra có 4 nội dung với công thức là 2K cộng 2C, là 1K là không tham mô tham nhũng, K thứ hai không để người thân người quen lợi dụng chức vụ, còn 2C thứ nhất là có lối sống trung thực, C2 là tinh thần đoàn kết. Thì như vậy, cái từ khóa như thầy đã trao đổi, chúng ta thấy rồi là từ K này không để thân người quen lợi dụng chức vụ này, đúng không? Đấy, còn cái P phở này nó không nằm trong 2C 2K, đúng không? Nó chỉ băn khoăn trong phương án này thôi, và trong ba phương án còn lại như A có thái độ đúng mực thì bản chất ở đấy nó nằm trong cái phần quy định về 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 tác phong yếu làm việc, hoặc là liên quan đến có tinh thần trách nhiệm thì chúng ta cũng vậy, là nằm trong cái song làm việc. Còn phương pháp làm việc nó nằm trong từ khóa rồi, chúng ta thấy bản chất nó vẫn nằm trong ý thức về tác phong yếu làm việc chứ không phải về đạo đức lối sống. Chúng ta hiểu được với công thức 2CK thì ngay cái P này chúng ta loại được rồi, đúng không? Ta đi tiếp với khoảng 48 trong nội dung điều 43 của nghị số 90 trong chính phủ có mấy nội dung về tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật. Chọn đáp án A. Đúng rồi, có 4 tiêu chí. Chúng ta thấy 4 tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật quy định tại khoản 4 điều 3 với công thức 2T cộng CB. 2T đây được hiểu là thực hiện các quy định, quy chế, nội quy. T thứ hai là thực hiện kê khai, công khai tài sản. Còn C là chấp hành phân công. Còn B là báo cáo đầy đủ trung thực. Thực ra là trong năm cái tiêu chí về chung về đánh giá xếp loại chất lượng từ chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong về lối làm việc hay ý thức tổ chức kỷ luật thì hỏi có mấy nội dung trong tiêu chí đều là 4. Đến cái tiêu chí thứ năm về kết quả thực hiện chính sách nhiệm vụ được giao, họ tách ra nếu mà tiêu gắn với đối cán bộ công chức viên chức quản lý đạo lý thì hỏi có mấy nội dung tiêu chí trong đó thì cũng là 4, nhưng mà chỉ khác một chút trong cái nội dung về tiêu chí về kết quả thực hiện chức năng giao gắn với đối cán bộ công chức viên chức mà không quản lý thì hỏi có mấy nội dung trong tiêu chí đó thì có 2 thôi. Đấy, chúng ta nhớ như vậy. Thì bản chất nắm bắt được là nội dung trong phần quy định như vậy. Và có khoảng 49 trong điều 3 trong nghị định 90 của chính phủ thì đâu nội dung tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật đấy, như các từ khóa mà thầy vừa nói về tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật với công thức 2T cộng CB đấy, thì ta sẽ chọn phương án nào đây ạ? Chọn đáp án C ạ. Vâng, thì chúng ta thấy ở đây cái phương án ta thấy từ khóa rồi đúng không, với từ B đấy đúng không, chúng ta thấy là rất là rõ đây rồi đúng không, trong phần báo cáo đầy đủ trung thực đúng không ạ, là chính xác với công thức thầy nhắc lại. Về công thức và liên quan tiêu chí thức của luật là 2T cộng CB. 2T thứ nhất là thực hiện quy chế, thứ hai là thực hiện kê khai công khai, C là chấp hành phân công tổ chức, còn B báo cáo đầy đủ trung thực là chính nằm trong đáp án đây. Thế còn chúng ta thấy như cái phương án mà A có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm với công việc này nó nằm trong cái phần nội dung quy định mà chúng ta thấy là liên quan tác phong về lối làm việc, đúng không? Thế còn như phần B có quan điểm bản lĩnh này, nó nằm trong tiêu chí về chính trị tư tưởng. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không? Vậy ta còn lại là phương án C là chính xác, không? Ta đi vào câu hỏi 50, gắn vào trong điều 7 của nghị định số 90 năm chính phủ. Một nội dung là thấy có hành vi vi phạm trong quá trình thi bị xử kỷ luật là trong năm đánh giá khi cán bộ qua tiêu chí này sẽ xếp loại mức nào? Chọn đáp án D. Đúng rồi, ta nhắn mức không hoàn thành nhiệm vụ, thầy đã dạy rồi, chúng ta thấy rất rõ. Khi mà ta thấy các nội dung có từ khóa, đúng không, liên quan đến cái phần mà áp dụng hình thức liên quan nội dung về không hoàn thành nhiệm vụ đấy, thì là thấy bao giờ từ biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nội bộ này đúng không, rồi liên quan đến cái phần tham ô tham nhũng, rồi có bị xử lý kỷ luật tư tưởng đúng không, suy thoái tưởng chính trị, rồi về tỷ lệ phần trăm thì chúng ta nhớ là với mức không hoàn thành nhiệm vụ dù là thì của cán bộ hay công chức bao giờ là tỷ lệ trên 50% chưa đảm bảo tiến độ, rồi hoàn thành dưới 5% chỉ tiêu nhiệm vụ, đấy con số về tỷ lệ gắn mức không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra cái từ ngữ thì liên quan cái phần từ khóa mà không hoàn thành nhiệm vụ đấy, của cán bộ công chức thì chúng ta nhớ là suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, rồi liên quan đến vi phạm kỷ luật, rồi về tham ô tham nhũng, đấy là khu trục lại rất là dễ thôi, 50 chuẩn B là lý do vậy. Câu hỏi số 51 quy định về tiêu chí đánh xếp loại công chức mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và quy định điều mới trong nghị định số 90. Chọn đáp án B ạ. Đã, chắc chắn là chúng ta phải chọn đáp án ở đây trong cái nội dung về công chức xuất sắc là chúng ta nhớ là phải điều 8. Thế mà chúng ta thấy này, chúng ta nói quy định điều 7 mà đây là gắn với mức cán bộ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mà đây công chức xuất sắc
cũng là điều 7 thì là thế nào. Đấy, học chúng ta đọc về kỹ cái đề mà đây đi thi được ra họ cũng cho ghi theo điều này đâu, đây để giúp em đang học để nhớ đúng không. Thấy là mâu thuẫn rõ ràng kia này, chúng ta vừa làm cán bộ mức hoàn thành nhiệm vụ điều 7 mà bây giờ công chức ở mức xuất sắc cũng nằm điều 7 thì là sao, đúng không, cũng được đúng không. Thì rõ ràng là đối với tiêu đây chúng ta thấy là cái điều 6 này là mức là gì, cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, điều 7 là gì, cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, điều 8 là gì, gắn với công chức tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc, còn điều 9 là tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đấy là tư duy như vậy. Thì với cái từ khóa gắn với mức mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công chức, ta bao giờ có từ khóa là thực hiện tốt đúng không, rồi hoàn thành 100% đó, trong đó ít nhất 100% hoàn thành vượt mức, ta thấy bao giờ có thực hiện tốt vượt mức rồi hiệu quả cao là gắn với xuất sắc đúng không. Rồi liên quan nữa là ở cái phần mà công chức dưới là quản lý thì các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ đề ra để hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả cao, từ hiệu quả cao, rồi lãnh đạo điều hành công tác hoàn thành đều tất cả chỉ tiêu cho nó ít nhất về về số lượng chỉ tiêu là ít nhất 500% chỉ tiêu nhiệm vụ thành vượt mức, đấy có từ vượt mức đúng không, 100% cơ quan đơn vị đúng không, đánh giá hoàn thành lên cho nó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc là gắn mức mà công chức hoặc tiêu chí xếp loại chất lượng công chức là mức hoàn thành xuất sắc, để nhắc đi nhắc lại từ khóa như vậy. Đây là câu hỏi 52, đấy, theo điều 8 và định số 90 của phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, đã điền vào chỗ trống của tiêu chí dành cho công chức không giữ chức lãnh đạo quản lý sẽ xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng không? Đấy, ta thấy hoàn thành 100% nhiệm vụ quy định pháp luật đề ra đây đúng không? Đảm bảo đúng tiến độ chất lượng hiệu quả cao đây. Trong đó ít nhất thì ta thấy điền bao nhiêu về hoàn thành vượt mức với câu hỏi số 52 anh em. Như thầy vừa nhắc rồi đấy, ta thấy là trong đó ít nhất thì 50% hoàn thành nhiệm nhất là 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức đúng không? Thì 52 em phải chọn phương án C là chính xác. Đã đi vào câu hỏi số 53, cái nhận diện rất nhanh theo điều 11 của nghị định 90 phù về đánh giá xếp loại chất lượng công chức có hành vi vi phạm, có từ vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý luật trong năm đánh giá khi cán bộ công khi công chức nhưng mà quản lý cái tiêu chí này thì sẽ xếp loại ở mức nào đấy, Chỗ nào vấn đề ạ? người không hoàn thành nhiệm vụ đấy, như thầy đã nhắc rồi, dù là cán bộ công chức tôi thấy khi có từ liên quan với từ khóa mà về bị xử lý kỷ luật đúng không, rồi liên quan đến cái việc tham ô tham nhũng, rồi liên quan đến biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức, rồi tỷ lệ có trên 5% tiêu chí chưa đảm bảo tiến độ, rồi hoàn thành dưới 5% chỉ tiêu nhiệm vụ thì ta gắn mức không hoàn thành nhiệm vụ, thì câu hỏi 53 em chọn phương án D là chính xác. Câu hỏi số 54 gắn nội dung trong điều 2 trong nghị định số 1250 chính phủ có mấy nguyên tắc về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức, người ta chọn phương án nào đây trong các phương án. Phương nào đây ạ? Nguyễn Đoàn bán xe. Người ta chọn 8 nguyên tắc. Sau này thì cái nội dung trong nghị định 12, cái điều 2 đã được sửa đổi trong nghị định số 71 năm 2023 thì lúc này thì nó sẽ tăng lên tới thành 11 nguyên tắc. Đây là gắn với nghị định gốc nghị định 12 quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức. Còn sau mới nhất trong 2023 họ ban hành nội dung một sửa đổi. Sửa đổi các nội dung trong điều 2 này thì đẩy lên thế thành thành 11 nguyên tắc. Còn quay lại với nghị định 12 này họ đưa ra 8 nguyên tắc. Thứ nhất là khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Hai là mỗi hành vi vi phạm chỉ là một hình thức kỷ luật. Thứ ba là gắn với trường hợp cán bộ chức đang trong thời gian quyết định kỷ luật mà tiếp tục hành vi phạm. Còn nguyên tắc thứ tư là khi xác kỷ luật phải căn cứ vào tính chất nội dung tác hại nguyên nhân đúng không, rồi thứ năm là có hình thức xử phạt chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính, rồi nguyên tắc thứ sáu là trong các ông chức bị xử phạt đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải đảm bảo mức độ tương ứng tương xứng với kỷ luật đảng, rồi nguyên tắc thứ bảy nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể tinh thần. Nên còn nguyên tắc thứ tám là gắn cái từ mà tái phạm là tăng nặng khi xem xét kỷ luật trong thời quy định về trong thời hạn 24 tháng mà vi phạm thì coi là tái phạm, ngoài 24 tháng thì được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét kỷ luật coi là vi phạm ban đầu, nhưng mà thấy rất là rõ để nhắc lại 8 nguyên tắc như vậy và người ta áp dụng xem một từ khóa với câu hỏi 5 năm đây là nội dung nguyên tắc xử lý là thứ mấy đúng không. Đấy, thầy đã trao đổi rồi, nghiêm cấm hành vi xâm phạm thân thể tinh thần danh dự nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật, đã chọn nguyên tắc thứ mấy ạ? Chọn đáp án C. Đã thấy rồi, nguyên tắc đây gắn từ nghiêm cấm đúng không, về mọi hành vi xâm phạm thân thể thì đúng là nguyên tắc thứ bảy. Còn như phần A, nguyên tắc thứ tư nó phải gắn từ khóa khi sẽ kỷ luật phải căn cứ nội dung tính chất mức độ vi phạm, và như phần B, nguyên tắc thứ sáu là gắn từ mà
liên quan đến các công chức đã bị đảng thì cái kỷ luật hành chính phải đảm bảo mức độ tương xứng với đảng. Thế còn như phương án D là cái thứ 8 bây giờ gắn từ tái phạm, đúng không? Tái phạm là gắn hành vi đó cho thấy là vi phạm lần đầu và trong trong 24 tháng. Thế còn coi là tình vi phạm lần đầu và tính tính tiết tăng nặng ở ngoài 24 tháng, đúng không? À, chúng ta nhớ thấy nhắc lại 8 nguyên tắc nội dung áp dụng như vậy. Câu hỏi số 56 gắn trong điều 4 của Nghị định 12 năm phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức. Thì trường hợp mà được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ công chức đã chọn phương án nào trong các phương án nêu đây? Chọn đáp án C. Đúng rồi, ta chọn phương án C là chính xác. Tại sao thế? Chúng ta cùng xem xét. Cái phương án A được cấp có thẩm quyền xác nhận trong tình thế cấp thiết do sự kiện bất khả kháng trở ngại. Đến đoạn này chẳng hạn quan thì rất ok, nhưng mà đúng trong nghị định 12 thì nó phải theo quy định của bộ luật dân sự, người ta họ để đây là một hình sự thì là không đúng, đúng không? Rồi phương án B, cán bộ công chức hành vi phạm đến mức kỷ luật thì cũng đến đoạn này có vẻ là đúng, nhưng mà nó thiếu cái vế của nó là nhưng đã qua đời, đúng không ạ, là mới được miễn trách nhiệm kỷ luật. Cũng như vậy chỉ còn phương án B là phải chấp hành quy định cấp trên theo tài khoản 5 điều 9 của đảng công chức, nghĩa là liên quan đến cái phần nội dung của cho cấp trên ấy. Trong cái phần nội dung của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 20 năm họ nêu rất là rõ, chúng ta thấy khoảng 5 điều 9 đó là phần về chấp hành cấp trên, khi có căn cứ cho rằng quy định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định. Trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định, và người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Nên nội dung khoảng 5 điều 9 là như vậy, là một trong bốn trường hợp miễn trách nhiệm xử lý kỷ luật. Thì chúng ta thấy trong quy định của nghị định số 12 này họ đưa ra rất rõ trong nghị định bốn bốn trường hợp được miễn trách nhiệm xử lý kỷ luật. Một là được cơ quan thẩm quyền xác nhận tình trạng bất lực hành vi dân sự, thứ hai là chấp hành quyết định cấp trên theo quy định khoảng 5 điều 9 mà thầy vừa nêu, thứ ba được các thẩm quyền xác nhận tình thế trong tình trạng thế cấp thiết bất khả kháng trở ngại quan theo quy định của bộ luật dân sự, và phần D trường hợp thứ tư miễn trách nhiệm kỷ luật là cán bộ công chức viên chức hành vi phạm đến mức bị kỷ luật nhưng đã qua đời. Chúng ta phân tích mổ xẻ tại sao chúng ta phải chọn phương án C là như vậy. Cái này ta thấy nhưng đã qua đời, chỗ này nó sai, đúng sửa phải là luật luật dân sự, họ đang để hình sự, đúng không ạ? Vào câu hỏi 57 với nội dung trong điều 8 của nghị định số 12 nghị phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức thì hình sự kỷ luật là khiển trách áp dụng với hành vi mức độ như thế nào? Cho nó bằng A. Đúng rồi, ta chọn A khiển trách thì chúng ta thấy áp dụng hình thức vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng đấy, nhưng với công chức mà không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, thế còn với công chức là quản lý và người đứng đầu dù là vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thì vẫn áp dụng hình thức là cảnh cáo đấy, là thầy đây hỏi về chung và mức độ hành vi. Đang đi vào câu hỏi số 58 gắn nội dung trong điều 14 của nghị định trong chính phủ quy định về xử luật với các công chức viên chức cán bộ hành vi phạm quy định của luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng dân và quy định khác của pháp luật liên quan thì bị xử lý kỷ luật hình thức nào sau đây? Chọn đáp án A. Nhớ cán bộ là bãi nhiệm là theo nhiệm kỳ đấy, chúng ta phải chọn là phương án A, đúng không? Tôi thấy rất rõ và chúng ta cũng hiểu về khái niệm về bãi nhiệm mà đã được quy định cụ thể trong khoản 7 điều 7 đấy. Bãi nhiệm với cán bộ không thể không được tiếp tục giữ chức vụ chức danh khi hết chưa hết nhiệm kỳ đấy, thì chúng ta chọn bãi nhiệm khi mà cán bộ hành vi phạm này nhá. Ta đi vào khoảng 59 với nội dung trong điều 27 của nghị định số 2 của chính phủ quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ công chức viên chức chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc khi nhận được báo cáo và biên bản của họp kiểm điểm cấp thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng để tư vấn áp dụng kỷ luật. Chúng ta nhớ về thời gian mà từ đấy là quyết định thành lập hội đồng kỷ luật này, ta nhớ là bao nhiêu đấy, thời gian đấy, Chọn đáp án A. nhớ tôi nhớ 5 ngày. Cái câu hỏi 59 là phải chọn là A. Câu hỏi số 60, câu hỏi cuối cùng qua trong bộ đề số 7 này là gắn nghị một hai chính phủ quy định về xử lý các công chức viên chức trường hợp hợp một cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật bị tòa án tuyên là có tội thì làm sao? Đấy, chúng ta nhớ ở đây Chọn đáp án D. chúng ta nhớ là D, với trường hợp mà cán bộ công chức mà bị xử lý kỷ luật mà bị tòa án tuyên có tội thì không được truy 5%. Thế còn trường hợp câu hỏi tương tự như này, trường hợp cán bộ công chức mà tòa án tuyên bố là oan sai thì lúc đó sẽ được truy lĩnh 50%. Thế còn trường hợp trong thời gian tạm giam tạm giữ thì chúng ta thấy là cán bộ công chức chúng ta thấy là liên quan đến được được hưởng 50%, và thấy rất là rõ về tỷ lệ chúng ta thấy đều nhớ con số ở đây là 50%. Đấy, nhớ là như vậy. Vậy thầy đã giải đáp toàn bộ 60 câu hỏi gắn với nội dung trong bộ đề số 7.
vào các văn bản trọng tâm từ nội dung trong nghị quyết số 76 năm 121 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2020. Văn bản thứ hai là gắn nghị định số 30 của Chính phủ về công tác văn thư. Văn bản thứ ba là gắn với luật ban và văn bản quy phạm pháp luật 2015 và sửa đổi 2020. Văn bản thứ tư là gắn với nội dung trong nghị định số 90 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, đúng không ạ? Văn bản thứ năm là gắn với nội dung về nghị định 112 năm 2015 về xử lý kỷ luật đối với bộ công chức viên chức, đúng không ạ? Văn bản là cuối cùng, bản thứ sáu trong bộ đề này là luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019, rất là chi tiết các nội dung đáp án. Thì bây giờ em dành thời gian khoảng 5 phút chúng ta rà soát lại các đáp án, trong đó đặc biệt những đáp án chưa chưa đúng ấy, chúng ta tích nốt lại, chúng ta kiểm tra xem chúng ta 60 câu này chúng ta đúng được bao nhiêu câu, đúng không ạ? Và đặc biệt đánh dấu kỹ cái phần câu đáp án chưa đúng, sau đó khi dạy xong thì up lên cái video này lớp thì em nghe lại, rồi chúng ta tích lại những cái phần mà cái câu hỏi đó chưa đúng để ta học để nhớ em nhá. Hãy thật là like này, sau đó thầy quay trở lại sau 5 phút để liên quan đến tách từng video của từng bộ đề nhá. Vâng. Mà chưa?